Cho đến nay, khi ra khỏi nhà giam, tôi tâm đắc nhất là một ít hành trang nho nhỏ về lĩnh vực tâm linh, mà lúc nào tôi cũng trân quý, xem như là một món bủ bối thiên thư. Nghĩ về đất nước, nhớ từ ấu thơ, bản thân tôi có hạnh riêng nắm bắt một vài quy luật biến dịch của chủ trụ liên quan đến mệnh đồ thế giới và vận nước Việt Nam. Tôi đã được, và trên 40 năm qua, đó là một bài sấm ký ngắn tôi thuộc nằm lòng hồi còn bé cho cha tôi, tức ông Quỳnh Văn Cầm, truyền lại. Mặc dù nhiều sự kiện xảy ra của thế giới và đất nước Việt Nam đều do con người gây nên, nhưng những mốc thời gian xảy ra lại trùng hợp tương liên tục một cách lạ thường, đều xảy ra vào các năm Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu. Tôi nhận xét dường như có một bàn tay vô hình nào đã định sẵn. Tôi xin được nêu đại khái như sau, mong quý vị cao minh vuông lòng góp ý, bổ sung thêm cho những lời chỉ giáo. Trước nhất, mẹ tôi là người gốc Cao Đài, quê ở Bạc Liêu. Vào năm 1956, bính thân, lúc ấy tôi chỉ mới một tuổi thôi, cha mẹ tôi lưu lạc sang đất Chùa Tháp, nhân chuyến đưa đức hộ pháp Phạm Công Tắc, giáo chủ đạo Cao Đài, sang lánh nạn tại Campuchia. Thời gian được 3 năm, đức Phạm quy thiên tại Campuchia vào ngày 10 tháng 4 năm 1959, nhằm tuần lễ Phật đản mùng 8 đến ngày rằm tháng 4 năm Kỷ Hợi. Vài năm sau, cha mẹ tôi lần lượt về Việt Nam tạm làm ăn sinh sống tại tỉnh Trà Vinh, tức tỉnh Vĩnh Bình. Cha tôi có mang theo những huy quấn và quyền cơ do đức ngài truyền dạy. Khi tôi lên 12 tuổi, cha tôi bảo tôi học thuộc lòng. Cho dù khi lớn lên tôi xuất gia theo đạo Phật, nhưng những lời dạy của cha tôi từ lúc bé vẫn còn ghi nhớ. Đặc biệt những lời lưu truyền có nhiều điểm rất chính xác với những sự kiện xảy ra của thế giới và các mốc lịch sử của Việt Nam, kể cả liên quan đến những nhà lãnh đạo có tên tuổi gắn liền với lịch sử vui buồn, thăng trầm, thịnh suy, tốt xấu của dân tộc. Nay tôi xin tường thuật lại một bài thi ngắn như sau, để quý hiền giả, các bậc sĩ phu, những nhà nghiên cứu sử liệu, quý đồng bào Việt Nam trong ngoài nước nghiền ngẫm về cuộc đời và vận nước với một bài thi ngắn khoảng trên 30 câu như sau. Sự biến thiên thăng trầm của tổ quốc theo chu kỳ quy ước định phân, xưa xuân thu, nay lại thu xuân, và quy luật bất luân chữ cổ, Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu là tháng năm trong lịch sử, còn ngày giờ thứ tự đúng kỳ tam. Lập cũ trùng cảnh nghiêu thuấn trời ban, dân hạnh phúc muôn năm an hưởng. Theo Nga Mỹ nào quan to tá tướng, nào lầu đài nào phủ trướng vinh sang, kẻ dông thân người danh phận lỡ lạc, kẻ lao ngục người lên đàn biệt xứ, sống tha phương trở thành người nữ thứ, xa gia đình kẻ cự phú cũng trắng tay, bỏ tiền tài hạnh phúc rẻ chia hai, bao sự nghiệp lầu đài ôi mến tuyết. Thở sanh tiền ta thường khuyên hội thánh, phải dình tâm nơi tình cảnh tu hành, đừng theo mỹ diệm để hưởng chút lợi danh, sao phải chịu cam đành buồn tuổi. Khi cộng sản đúng thời đúng buổi, chiếm Nam Quan cho đến mũi Cà Mau, lúc bấy giờ hội thánh phải nói sao, khi đã lỡ lầm vào trong thế khó.
Lúc ấy tôi nhớ cha tôi giải thích các câu hỏi: tại sao xưa xuân thu, nay lại thu xuân là thế nào? Tí ngọ mẹo dậu, sao gọi là những năm trong lịch sử? Quy luật chữ cũ là sao? Còn ngày giờ thứ tự, đúng kỳ tam xin giải thích. Cha tôi trả lời: thứ nhất, ngày xưa bên Trung Quốc có phong kiến xuân thu và xuân thu quanh liệt, tức mùa xuân và mùa thu. Còn Việt Nam thì ngược lại, sẽ có những sự kiện trọng đại liên quan đến hai mùa thu và xuân. Dần dần tôi tìm ra như sau: ký hai hiệp định. Thứ nhất, ký hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, tháng 7 tức là mùa thu. Thứ hai, ký hiệp định Paris vào ngày 27 tháng 1 năm 1973, tháng giêng là mùa xuân. Còn tí ngọ mẹo dậu là những biến cố lớn của thế giới, trong đó có các liên quan đến Việt Nam, đều xảy ra vào các năm tí ngọ mẹo dậu, chẳng hạn như sau: đệ nhất thứ chiến xảy ra vào năm 1914 đến năm 1918, mà năm 1918 là năm Mậu Ngọ. Đệ nhị thế chiến xảy ra năm 1939 đến năm 1945. Năm 1939 là kỷ mão, và năm 1945 là ất dậu. Đảng Cộng sản Liên Xô thành lập tháng 1 năm 2000, năm 1912 tức là năm Nhâm Tý, sụp đổ năm 1990 là năm Canh Ngọ. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập vào cái tháng 1, ngày 11 tháng 7 năm 1921 là năm Tân Dậu. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 là Canh Ngọ. Thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 là năm Ất Dậu. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 là năm Giáp Ngọ. Ký Hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954, tức là năm Giáp Ngọ. Kể cả các nhà lãnh tụ có liên hệ trực tiếp đến lịch sử cũng chết vào những năm tí ngọ mẹo dậu, điển hình như sau: cụ Ngô Đình Diệm chết năm 1963, tức là năm Quý Mẹo. Cụ Hồ Chí Minh qua đời vào 2 tháng 9 năm 1969, tức là năm Kỷ Dậu. Đặc biệt nên chú ý ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1945 là năm Ất Dậu. Thì cụ Hồ mất trùng ngày Quốc Khánh, tức là năm Kỷ Dậu, chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Điển hình thêm, 20 tháng 12 năm 1960 là năm Canh Tý, thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền. Thì ông chủ tịch mặt trận Nguyễn Hữu Thọ chết ngày 24 tháng 12 năm 1996, đó là năm Bính Tý, tức chết cùng tháng, trùng năm, cách nhau chỉ có 4 hôm so với ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Ông Lê Duẩn, Tổng Bí thư, chết ngày 10 tháng 7 năm 1996 là năm Bính Tý. Ông Võ Văn Kiệt chết năm 2008 tức năm Mậu Tý. Chiếm miền Nam tức là ngày 30 tháng 4 năm 1975 tức là năm Ất Mão. Nhìn lại lịch sử Việt Nam thời cận đại, kể từ đêm 22 qua đêm 23 tháng 4 năm 1885, Ất Dậu, Pháp chính thức chí hoàn thành Kinh Đêu, Kinh Đô Huế, rồi lại 60 năm sau, đến 9 tháng 3 năm 1945, tức là Ất Dậu, Pháp bị Nhật đảo chính. Xét ra,
pháp thắng vào năm Ất Dậu và thua cũng năm Ất Dậu. Thậm chí Nhật đảo chánh pháp năm Dậu rồi lại đầu hàng đồng minh vào ngày 19 tháng 8 năm 1945, cũng là năm Ất Dậu. Quy luật bất luận về chữ cửu. Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, ta thấy 20 cộng 7 tức là con số 9. Và năm 1954, 54 cũng là con số 9. Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1773, ta cộng 27 thành con số 9. Ngoài ra 27 tháng 1 1973, tức là 24 tháng chạp năm Nhâm Tý, cũng là năm Tý. Đổi tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, lấy 2 cộng 7 ra số 9. Và hợp định sơ bộ 6 tháng 3 năm 46 thì 6 cộng 3 là 9. Nhật đảo chính pháp ngày 9 tháng 3 năm 54 cũng là con số 9. Ngoài ra những sự kiện gần đây như bình thường hóa quan hệ Việt Nam ngày 11 tháng 7 năm 1995 thì 11 cộng 7 bằng số 9. Việt Nam tổ chức mậu dịch thế giới WTT vào ngày Việt Nam trở thành thành viên không thường trực của Liên Hiệp Quốc ngày 16 tháng 10 2007, năm 2007 tức là con số 9. Ngày giờ thứ tự đúng kỳ tam, theo cha tôi là Việt Nam sẽ ký 3 lần có tính cách quyết định lớn cho vận mệnh đất nước. Tất cả đều ký vào mùa thu hoặc xuân và con số cũ. Tôi chỉ đoán có thể là đã ký 2 hiệp định Geneva vào ngày 20 tháng 7 năm 1954 và Paris ngày 27 tháng 1 năm 73. Còn ký lần 3, không lẽ bình thường hóa quan hệ Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 năm 1975, tức 11 cộng 7 là con số cũ và vào mùa thu chăng? Về ký kết quan hệ bình thường hóa giữa hai nước lại mang tính chất quyết định lớn cho vận mệnh Việt Nam hay chăng? Điều này cần phải chờ đợi tương lai xem Việt Nam có ký kết một hiệp định nào quan yếu nữa không về những việc liên quan đến tổ quốc. Xin lưu ý, từ năm thành lập đảng 3 tháng 2 năm 1930 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, lấy 1975 trừ 1930 là 45, tức là con số 9. Từ năm 1975, tức là năm Ất Mẹo, đến năm 2011 là Tân Mẹo, trừ ra thì ra con số 36 là con số 9. Tính ra khi thành lập Đảng Cộng sản đến năm 1930 đến năm 2011, đúng 81 năm, cũng là con số 9. Có hai điều cần bàn. Một là vào chiến thắng vào năm 1975 sẽ gặp năm 2011 Tân Mẹo, thời gian đúng 36 năm, tức Mẹo gặp lại Mẹo phối hợp với số cũ. Hai là Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập 1930 Canh Ngọ cho đến 2016 Giáp Ngọ, tức là Ngọ lại gặp Ngọ, được 84 năm. Người xưa thường nói, dân có tuần, nước có vận. Còn sự biến dịch của luật tuần hoàn vũ trụ, hễ âm thịnh thì dương suy, tiểu nhân đắc chí thì quân tử phải khốn cùng.
Và mỗi khi âm thịnh đến cực điểm của thái âm thì sẽ rút lui nhường chỗ trả lại cho dương. Đó là theo cơ cấu phản phục căn cứ của dịch. Đây là quy luật tự nhiên âm cực dương hồi. Hễ khi âm cực thì khí dương tái lai. Quy luật xưa nay luân lưu thịnh suy bị thái, và ngược lại khi dương đến cực thịnh thì cũng thế, sải trả lại cho âm. Qua bài thơ trên, cha tôi còn nhắc nhở một câu nói đi kèm như sau: đức lập quyền, dân mới đặng chu toàn, còn quyền xua đất, dân ta khốn khổ. Lấy chí thánh nhiều người giác ngộ, dụng bảo tàng đem đổi nỗi an bang, chỉ đưa dân đi đến chỗ lầm than và đem đến con đường tận diệt. Dụng bốn chữ minh, can, liêm, khiết, dầu đời hay đạo, trăm việc cũng thành. Chúng ta hãy nghiền ngẫm và chiêm nghiệm câu trên, cũng như chờ xem những gì sẽ xảy ra vào các năm Tý, Ngọ, Mẹo, Dậu ở tương lai. Ngày 30 tháng 4 năm 2009, Thượng tọa Thích Minh Thiện.